Lần này, bệ hạ cử Thanh Hải Công dẫn quân Lưu Thương xuất chinh đến cảng Tây Bình, hẳn là chiến sự cấp bách. Có lẽ triều đình không thể lo xuể, cũng không tiện làm phiền triều đình vì những nạn dân này. Vừa nãy ngài nói sư phụ dẫn quân Lưu Thương đến cảng Tây Bình ư? Phải. Quân Lưu Thương đao sắc lưỡi bén. Quân Lưu Thương khiến Cửu Châu chấn động một thời. Đã bao lâu người thiên hạ chưa từng nghe đến cái tên này rồi. Đường bờ biển của Đại Trương rất dài, các bộ Lôi Châu lại giỏi chiến đấu trên nước. E là lần này sư phụ phải nhọc lòng rồi. Nhất định phải để tất cả thuyền chiến xếp trận hình ngay ngắn. Còn nữa, báo ở đây. Thanh Hải Công, mật hàm của Hoàng Tiền Quan. Mấy vị về nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Trong trận chiến Hoàng Tuyền Quan, Hoàng Tuyền Danh và Kỳ Lân Ganh đánh Gọng Kiền, Phương Tham Quân bắn chết Tả Bộ Đông Dương Học Khố. Tả Bộ Học Khố tạm thời rút khỏi biên quan, Hữu Bộ tạm thời không có động tĩnh, tất cả đi bình an. Lập tức truyền tin, chú ý sát sao hành động của Tả Bộ và Hữu Bộ phía Học Khố, nhất là Hữu Bộ. Liều chết bảo vệ Hoàng Tuyền Quan, ngoài ra cũng bảo vệ Hải Thị Chu Toàn. Dân. Cảng Tây Bình. Những hộ tiễn này rất quý giá, mang lên chiến trường chỉ sợ bị dở. Thôi thì trả cho sư phụ vậy.